Minh được tử vi mến chào các bạn Chúc các bạn ngày mới bình an vui vẻ vạn sự Cát Tường sau đây mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2021 theo âm lịch là 14 tháng 11 năm Tân Sửu hôm nay là ngày Kỷ Hợi tháng canh Tý, năm tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hắc đào. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bảo quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh bình địa mộc ngày kỷ hợi tức can khắc chi nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm bình địa mộc kỷ tối quý tỵ ất mùi ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tối tân mùi kỷ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc ngày hợi lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi thành mộc cục xung với tỵ hình hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọa. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi tân tỵ, đinh tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm ngọ, bính ngọ, giáp thân, giáp dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có sao tốt như sao phúc hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao xấu trong ngày gồm có sao chu tức hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao tội chỉ, xấu đối với tế tự, tố tụng, và đặc biệt đó, ngày 17 tháng 12 năm 2021, tức là ngày 14 tháng 11 năm Tân Sửu này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng năm 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam. Và sau đây Mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 17 tháng 12 năm 2021. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết như sau. Đầu tiên, mời các bạn đoán xem tử vi tuổi tí thứ 6 ngày 17 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tý đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo tiểu nhân ngáng trở khiến cho bạn gặp phải không ít những rắc rối trong ngày hôm nay và bản mệnh tuổi tý mất công sức gây dựng mà cuối cùng lại bị kẻ khác phá đám phải làm lại từ đầu với bạn thủ tí trong ngày này bạn cũng có thể sẽ gặp phải một vài khó khăn trong việc giải quyết hậu quả do kẻ tiểu nhân gây ra vì sức người có hạn và trong những lúc khó khăn như vậy với bạn thủ tí cũng đừng có ngần ngại xin sự trợ giúp giúp đỡ từ người khác mọi người giúp nhau một tay khi cần cũng sẽ làm khang khít tình cảm đôi bên hơn bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tý lại đang gặp ngày có thủy khí vượng cái điều này có thể khiến cho bạn cảm thấy khó chịu mệt mỏi ở trong người không thích ăn uống và với bà tuổi tý nên chú ý đảm bảo về dinh dưỡng và ăn uống hợp vệ sinh để tránh những vấn đề về đường tiêu hóa ảnh hưởng tới sức khỏe của mình vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim gặp nhiều rắc rối vì bị tiểu nhân ngáng trở tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy mất công sức gây dựng nhưng bị kẻ khác phá đám tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa gặp một vài khó khăn trong giải quyết hậu quả do kẻ tiểu nhân gây ra tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ đừng có ngần ngại xin sự trợ giúp từ người khác tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc chú ý đảm bảo về dinh dưỡng ăn uống hợp vệ sinh về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 37, số 66, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt. từ V tuổi xỉu thứ 6 ngày 17 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi xỉu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi xỉu đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, cái điều này mang tới cho bạn tuổi xỉu có được những cơ hội kiếm tiền thuận lợi, khi con đường tài lộc của bạn gặp được nhiều may mắn. Bạn mệnh tuổi xỉu nếu như đang theo nghiệp kinh doanh, buôn bán thì lại càng dễ phát tài phát lộc, khách hàng tới tấp hội mua hàng không kể hết nữa. Và trong ngày này với bạn tuổi Sửu sẽ tìm thấy được đối tác hợp tác làm ăn tốt, đôi bên hợp tác cùng có lợi, tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Tuy nhiên, bạn mệnh tuổi Sửu cũng đừng chủ quan quá mức, dù có tin tưởng người khác đến đâu đi chăng nữa, cũng cần phải cân nhắc cho thật kỹ lưỡng, tìm hiểu kỹ càng thông tin để tránh tình huống xấu nhất có thể xảy ra, bị lừa gạt về tiền bạc cũng chẳng hay. Ngày này, bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cho nên bạn đang có điểm báo khó tránh khỏi sự mâu thuẫn trong chuyện tình cảm ngày hôm nay và dường như với bà tuổi xỉu đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình mà quên bạn mất việc giúp đỡ cho nửa kia và dù chỉ là những hành động giúp đỡ nhỏ thôi cũng đủ để khiến cho người ấy cảm thấy rất cảm động nữa rồi bạn tuổi xỉu nhé về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim có được nhiều cơ hội kiếm tiền thuận lợi con đường tài lộc rộng mở tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy đối với những bạn thiêu nghiệp kinh doanh buôn bán dễ phát tài phát lộc tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa tìm được đối tác hợp tác làm ăn tốt đôi bên hợp tác cùng có lợi tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ chớ nên tin tưởng người mù quáng kéo lại bị lừa gạt về tiền bạc tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc tình cảm có nhiều mâu thuẫn nên dành thêm thời gian giúp đỡ nửa kia của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 29, số 75, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi hợi. từ vi tuổi dần thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân chia chở. Cái điều này sẽ làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên tươi sáng hơn bạn tuổi dần, bạn là người rất thông minh, nhanh trí, tư tưởng cởi mở, giúp cho bạn nhanh chóng tiếp thu được những ý kiến đóng góp của mọi người và khiến cho mọi việc của bạn trong ngày hôm nay tiến triển càng thêm phần thuận lợi hơn hẳn lại thêm trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần đang gặp được ngày có chính ấn trợ mệnh, cái điều này sẽ giúp cho con đường thăng tiến của bạn thêm phần được hanh thông, thuận lợi. Những người có chức quyền nếu như có cạnh tranh về chức vụ hoặc là ứng cử vào vị trí mới thì chắc chắn bạn sẽ có ưu thế và giành được đúng như mục tiêu mà mình đã đề ra. Lại thêm trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia đang rất tốt đẹp. Người ấy luôn thấu hiểu và thông cảm cho những vất vả và những khó khăn mà bạn đang phải chịu đựng. Nếu như gặp phải vấn đề gì khó xử lý với bạn tuổi dần, hãy tâm sự với người ấy để đôi bên cùng tìm ra cách xử lý vấn đề sao cho đạt hiệu quả nhất có thể bạn tuổi dần nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy tư tưởng cởi mở nhanh chóng tiếp thu được ý kiến đóng góp của mọi người tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa mọi việc tín trị thêm phần được thuận lợi nhờ tài trí hơn người tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ quân đường thăng tiến thêm phần được hanh thông rộng mở tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc giành được ưu thế trong các cuộc cạnh tranh tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim tình cảm tốt đẹp luôn được người kia thấu hiểu và thông cảm Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 46, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh rêu, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tỵ. Từ vi tuổi mão thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ, cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi mão có được một ngày làm việc suôn sẻ nhờ trí tuệ minh mẫn. Bản mệnh tuổi mão có thể đưa ra được nhiều quyết định đúng đắn ngay cả ở trong những tình huống khó khăn nhất và điều này khiến cho mọi người cảm thấy rất tin tưởng ở nơi bạn. Và trong ngày này với bạn tuổi mão, công việc của bạn tiến triển thuận lợi, quản khiến cho bạn mạnh, nhận được sự công nhận của cấp trên, bạn đang có được một tiền đồ rất rộng mở. Với bạn tuổi mão, hãy tiếp tục duy trì phong độ, cố gắng hơn nữa vào những ngày sau đó và có như vậy bạn mới sớm chạm tay vào mục tiêu đã đặt ra nhé quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này ngũ hành tương sinh cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn với người bạn đời của mình luôn có được sự thấu hiểu lẫn nhau thậm chí không cần ai phải nói rõ thành lời và để có thể được như vậy là do từ trước tới nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện không chia giấu nhau bất cứ điều gì cả về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy có một ngày làm việc suôn sẻ nhờ trí tuệ minh mẫn tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa đưa ra nhiều quyết định đúng đắn trong những tình huống khó khăn nhất tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ được mọi người tin tưởng cấp trên công nhận về năng lực tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc tiền đồ rộng mở, bạn cần phải tiếp tục duy trì và phát huy từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, tình cảm hạnh phúc nhờ có được sự thấu hiểu và tin tưởng từ nửa kia. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 22, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn. Từ vi tuổi thìn thứ 6 ngày 17 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn, cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang có điểm báo không mấy tập trung vào công việc mà mình đang làm trong ngày hôm nay khi đang gặp thương quan chiếu mệnh với nhiều vấn đề bên lề khiến đôi đầu óc của bạn quay cuồng, chạy mãng, phân tâm lo nghĩ và bà tuổi thìn có thể sẽ bị cấp trên nhắc nhở vì hiệu suất làm việc của mình càng ngày càng bị giảm sút rõ rệt. Và với bạn Tù thìn trong ngày này, nếu như cứ để tình trạng này tiếp diện thường xuyên thì lúc đó bạn có bao biện thế nào cũng không thể nào bào chữa được cho những hành động vô trách nhiệm này của mình nữa đâu. Vì vậy, với bạn cần phải nhanh chóng thức tỉnh để làm việc nghiêm chỉnh hơn bạn tuổi thìn nhé và xem tử vi cũng cho thấy trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thìn đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cái điều này làm cho chuyện tình cảm của bạn cũng không được như ý muốn ai cũng có cái tôi quá lớn và chẳng ai chịu nhún nhường ai khiến cho mâu thuẫn càng ngày càng phát sinh nhiều hơn và nếu có thể thì với bà tuổi thìn hãy nhìn vào tình yêu dành cho nhau để bao dung nhiều hơn thì chắc chắn tình cảm của hai bạn sẽ vượt qua được mọi sóng gió về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, mất tập trung trong công việc do mãi lo nghĩ, phân tâm. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ có thể bị cấp trên nhắc nhở vì hiệu suất làm việc bị giảm sút. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc cần phải sớm chỉnh sửa lại thái độ làm việc vô trách nhiệm trong công việc. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, tình cảm có nhiều mâu thuẫn, do cái tôi của cả hai quá lớn, từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy nên nhìn vào tình yêu để thêm bao dung cho đối phương. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 33, số 69, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý tuổi thân. Tử vi tuổi tỵ thứ 6, ngày 17 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi làm cho bạn đang có điểm báo một ngày làm việc thiếu đi hiệu quả và bạn tuổi tỵ rất có thể sẽ xảy ra tranh chấp về lợi ích và xuất phát điểm của bạn chỉ là vì mục đích công việc nhưng một khi mất bình tĩnh không kiểm soát được lời nói và hành động của mình thì sẽ biến thành công kích cá nhân khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều nữa Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này còn cảnh báo cho bạn đang có nguy cơ mất tiền, hao tốn tiền của trong ngày hôm nay. Với những hiểm họa bất ngờ có thể xảy tới bất cứ lúc nào và đòi hỏi bạn tuổi tỵ phải cẩn trọng và đề phòng, cảnh giác cao. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là không nên đầu tư vào thời điểm này vì rất dễ thất bại do mù quáng, thiếu hiểu biết của mình lại thêm trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ đang gặp ngày có thủy họa bất dung cái điều này còn khiến cho bạn phải đau đầu vì những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm lứa đôi với bà tuổi tỵ có phần thất vọng khi sau bao nhiêu tình cảm mà mình dành cho người ấy thì bị đối phương chẳng đủ bao dung cũng như là không có được sự thấu hiểu và thông cảm cho bạn hiểu lầm và nghi ngờ càng làm cho mọi chuyện diện tín theo chiều hướng tồi tệ hơn nữa nhé vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa tranh chấp về quyền lợi ảnh hưởng tới tín độ công việc từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ chú ý giữ bình tĩnh kiểm soát được lời nói và hành động của mình từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc đề phòng nguy cơ mất tiền hao tốn về tiền của từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim cẩn trọng và đề cao cảnh giác với hiểm họa bất ngờ có thể xảy ra từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy đau đầu về những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm lứa đôi về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 24, số 78, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi tuất. từ vi tuổi ngọ thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bà tuổi ngọ đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này khiến cho công việc của bạn không được thuận lợi thêm vào đó các mối quan hệ xã giao ở nơi công sở cũng không được tốt đẹp cũng có thể xảy ra xung đột về lợi ích với bạn tuổi ngọ nên tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm làm việc lâu năm để có cách xử lý sao cho phù hợp với từng người, từng hoàn cảnh. Quan về phương diện tình cảm của bạn tử ngọ trong ngày thứ sáu này, con đường tình duyên của bạn phải chịu nhiều thử thách trong ngày hôm nay do đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc. Với bạn tử ngọ nên cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói của mình, có lắm lúc, nóng giận cho nên bạn có thể nói ra mà không suy nghĩ, rất dễ làm tổn thương người khác. Và ngày này, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm Tân Sửu theo hải thượng Lạn Ông, nhân thần nằm ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Vì vậy với bà tử ngọ nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Và trong ngày thứ sáu này với bà tuổi ngọ, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn thêm phần được thuận lợi hơn. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, công việc gặp nhiều trục trặc, mối quan hệ với đồng nghiệp có nhiều khúc mắc. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy nên xin lời khuyên từ những người có kinh nghiệm làm việc lâu năm. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, tình cảm chịu nhiều thử thách cẩn thận trong lời ăn tiếng nói của mình. Tử vi tuổi canh ngọa thuộc mệnh thổ, chú ý lời nói trong lúc nóng giận, kẻo lại làm tổn thương người khác, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, tránh tác động vào các vị trí nhân thần trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 56, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi hợi. Từ vi tuổi mùi thứ 6 ngày 17 tháng 12 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ. Cái điều này cho thấy quân đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay rất vượng sắc. Với ba túi mùi sẽ cảm nhận được dư vị tình yêu nồng nàn, hạnh phúc đong đầy. Bạn và người ấy cũng có được những bước tiến quan trọng trong mối quan hệ về tình cảm của mình, kéo gần khoảng cách giữa hai trái tim lại với nhau. Tình cảm vợ chồng khang khít gia đạo ấm êm với những khó khăn đã qua càng khiến cho đôi bên thêm trân trọng về tình cảm của đối phương và mái ấm gia đình. Đâu phải dễ gì tìm được người có thể thông cảm và đồng hành trong những giai đoạn khó khăn của mình cơ chứ. Vì vậy với bà tuổi mùi phải biết trân trọng về tình cảm hiện tại mà mình đang có nhé. Lại thêm trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, cái điều này còn mang đến cho bạn có được những tin vui về tài lộc trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi mùi làm ăn được suôn xỉa, bạn là người biết cách kinh doanh buôn bán, cho nên cái việc đầu tư kinh doanh trong ngày hôm nay rất chi là thuận lợi. Bạn được khách hàng tin tưởng, cho nên lợi lộc càng ngày càng vượng phát, tiền bạc vào nhà không thể nào kệ xít nữa về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim con đường tình duyên được vượng sắc cảm nhận được dư vị của tình yêu nồng nàn tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy đôi lứa có những bước tiến quan trọng trong mối quan hệ về tình cảm tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa tình cảm vợ chồng khăng khít gia đạo êm ấm tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ sóng gió đã qua càng thêm trân trọng về nửa kia tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc làm ăn được suôn sẻ kinh doanh buôn bán phát tài phát lộc và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 13 số 68 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cá tường màu cà phê màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thìn Từ với tuổi thân thứ 6 ngày 17 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo tình cảm có sự rạn nứt mối quan hệ giữa bạn và người ấy dễ nảy sinh mâu thuẫn hai bạn sau bao cố gắng vẫn khó lòng đến được với nhau và trở ngại giữa các bạn không phải là định kiến của xã hội hay là địa vị hay là hoàn cảnh gia đình mà là do chính cái tôi của cả hai người quá lớn bù lại trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân phương diện tài chính của bạn trong ngày hôm nay lại vô cùng thuận lợi khi tiền bạc có được sự dư dả chẳng phải lo lắng gì nhiều là nhờ được chính tài chia chở việc kiếm tiền luôn khiến cho bạn căng thẳng và mệt mỏi nhưng trong ngày hôm nay mọi chuyện dường như không còn quá khó khăn với bạn nữa với bạn tuổi thân dễ dàng nắm lấy được cơ hội kiếm tiền và giành lấy thắng lợi về cho mình một số người trong ngày này trong mệnh của cát tinh sẽ có được những cơ may về trúng thưởng, trúng số khi tham gia các trò chơi may rủi nữa nhé. Xem tử vi cùng cho thấy hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm Tân Sửu, thiêu hải thượng là ông, ngày này nhân thần nằm ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng, vì vậy với ba tuổi thân nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân á, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc tài thần hướng chính nam đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn thêm phần được thuận lợi hơn nhé về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy điểm báo tình cảm có sự giả nứt mau thuận triển minh từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa đôi lứa khó đến được với nhau dù cái tôi của cả hai quá lớn từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ tài chính thuận lợi tiền bạc dư dả không phải lo lắng quá nhiều từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc vượt qua khó khăn trước đó việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim biết cách nắm lấy cơ hội để kiếm tiền giành lấy thắng lợi về cho mình và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 44, số 87, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi ngọ. Từ Vi Tuổi Dậu thứ 6 ngày 17 tháng 12 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn Tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn Tuổi Dậu đang gặp được ngày của thiên tài chiếu mệnh làm cho bạn đang có được báo hiệu sẽ đón nhiều tin mừng về phương diện tài chính của mình ngày hôm nay và bạn tuổi dậu bạn đang được các thần bảo vệ cho nên làm gì cũng được suôn sỉa tới bất ngờ và hôm nay nếu như bạn có kế hoạch làm ăn hay là ký kết hợp đồng hay là xuất hành đi xa thì hoàn toàn có thể tiến hành nhé bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi dậu đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng cái điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm gia đình của bạn luôn có được sự đầm ấm không chỉ nâng đỡ về mặt tinh thần mà còn là hậu phương vững chắc sẽ giúp cho bạn yên tâm để công tác và trong nhiều trường hợp với bà tuổi dậu còn phải cậy nhờ vào các mối quan hệ của những người thân trong gia đình nữa Ngày này, xem tử vi cũng chỉ ra rằng nếu như gia đình nào có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Và khi xuất hành đi xa trong ngày này, với bà tuổi dậu nên ưu tiên chọn theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn công việc được thuận lợi hơn. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, phương diện tài chính có được nhiều tin vui bất ngờ. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, ngày thích hợp để cho bạn tiến hành những kế hoạch làm ăn, ký kết hợp đồng, đầu tư, xuất hành. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, tình cảm gia đình luôn đầm ấm, gia đạo an ổn. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, gia đình hòa thuận là hậu phương vững chắc để cho bạn yên tâm công tác. Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim tránh tác động vào các vị trí của thai thần trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 51, số 69, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi tốt thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2021 xem vận tình ngày thứ sáu này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là bà tuổi tuất đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn khó thoát khỏi được những suy nghĩ tiêu cực và dường như tinh thần của bà tuổi tuất không được tốt cho lắm cho nên bạn đang có dấu hiệu lơ là và bắt đi sự tập trung trong công việc nhé với bà tuổi tuất trong ngày này đối với công việc Ban đầu thì bạn rất phấn khởi, tràn đầy năng lượng, nhưng khi bắt tay vào một dự án nào đó, tuy nhiên khó khăn chồng chất lại làm cho bạn sinh lòng chán nản và muốn buông xuôi. Bạn hãy nhớ là mọi thứ đều có hai mặt của nó, nếu như bạn biết cách nhìn về mặt tích cực của vấn đề thì không có gì được xem là trở ngại ở đây cả nhé. Và xem tử Vi cũng chỉ ra rằng trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi tuất đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc, cái điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn đang có chuyện biến theo chiều hướng xấu. Với bạn tuổi tuất đang mãi mê với công việc mà không có thời gian để dành cho chuyện yêu đương và cũng đã đến lúc bạn nên sắp xếp thời gian cho bản thân và tìm cho mình một nửa để san sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống nữa rồi. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, suy nghĩ tiêu cực khiến cho tinh thần bị sa sút, khó có được sự tập trung. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ sinh lòng chán nản và muốn buông xuôi khi gặp phải khó khăn từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nên nhìn vào mặt tích cực của vấn đề thì sẽ tốt hơn từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim vận trình tình duyên không có chuyển biến tích cực từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy tập trung vào sự nghiệp nhưng cũng cần lo cho chuyện tình cảm cá nhân nữa về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 17, số 42, giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cá tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vui tuổi hỏi thứ 6, ngày 17 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi hỏi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, hợi hợi tự hình. Cái điều này tác động xấu lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay, khiến cho tâm trạng của bạn rất dễ bị xáo trọn, bất an và nóng vội. Thậm chí có người còn tranh cãi với đồng nghiệp, chuyện bé xé ra to, ảnh hưởng tới tín độ công việc nữa. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi hợi là nên kiểm soát tốt lời nói và hành vi của mình để không giận quá mất khôn nhé. Với bạn tuổi hợi trong ngày này, cũng nên chú ý thái độ khi nói chuyện với người nhà, đừng có điêm những bực dọc, cáu gắt bên ngoài về nhà trút lên đầu của những người thân yêu của mình. Và đôi khi chúng ta niềm nợ với những người ngoài nhưng lại cô cáo với người nhà, đây là một thói quen xấu cần phải xóa bỏ đó bạn tuổi hợi nhé. Ngày này, bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này làm cho bạn cũng cần phải chú ý hơn về sức khỏe của mình, đặc biệt là những vấn đề về đường tiêu hóa. Làm việc căng thẳng hay là suy nghĩ quá nhiều cũng có thể khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi, không muốn ăn uống, thậm chí là gây ra bệnh về dạ dày nữa. Vì vậy, với bạn tuổi hợi hãy biết bảo vệ cho sức khỏe của mình trước khi quá muộn bạn tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, tâm trạng dễ bị xáo trộn, bất an, nóng vội. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, có thể xảy ra tranh cãi với đồng nghiệp, ảnh hưởng tới tín độ công việc. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nên kiểm soát tốt lời nói, hành vi để không giận quá mất khôn. Từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, đừng có đem những cảm xúc tiêu cực ở bên ngoài về trút lên đầu người thân. Từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, chú ý về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề về đường tiêu hóa. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 24, số 51, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tỵ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.